nên câu chuyện đời ta. Mỗi người một nụ cười, một mong ước riêng mình. Mỗi người một con đường, ta bước qua bao nhiêu buồn vui. Có khi tự hỏi mình, ồ, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là gì? Phố Hà Nội về đêm là thời điểm người người chen chúc nhau đi tìm lại cho mình hạnh phúc, thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Đầu đầu ta cũng dễ dàng bắt gặp bóng dáng người ngồi trên vỉa hè ăn nhậu, ăn vặt, mua sắm, hoặc nghỉ ngơi thư giãn trở về sum vầy đầm ấm bên mâm cơm với gia đình. Còn tại căn nhà nhỏ sau bên trong con ngõ hun hút chỉ vừa đủ cho một người đi qua và quanh năm không thấy ánh nắng mặt trời. Chị Oanh tất bật chuẩn bị đồ để bắt đầu công việc. Chỉ với bộ đồ nghề thô sơ, một bộ quần áo lao động, một đôi găng tay, một chiếc chổi tre cùng chiếc xe chở rác, chị Oanh miệt mài cần mẫn với công việc quét dọn vệ sinh đường phố suốt mấy chục năm nay. Tôi là Nguyễn Thu Anh, ở lấy chồng về đây chứ không phải người ở đây. Đây là nhà chồng và nhà tôi. 2016 thì anh bị tai nạn. Năm 2016, anh trên đường đi làm về, anh bị ô tô nó tông ở 18/4. Cái lúc ý là thấy anh lái xe thì anh ấy tông vào, thế là anh không bỏ chạy, anh đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Thế nhưng mà lúc ấy tôi chưa tìm được người nhà tôi, mãi đến tận 6-7 giờ sáng mới tìm thấy. Thì lúc ý tìm thấy thì là họ đã mổ xong rồi, họ mổ xong rồi đang ở phòng hồi sức rồi. Thì là tìm thấy nhà người nhà mình đã ở phòng hồi sức. Lúc ý là anh không biết gì cả, coi như là hôn mê sâu không biết một cái gì cả. Sau một tai nạn giao thông, chồng chị bị chấn thương sọ não, nằm liệt giường và gần như cuộc sống thực vật mấy năm trời. Tưởng chừng chị sẽ từ bỏ hy vọng, nhưng không, tình yêu thương chồng đã cho chị nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, giữ anh ở lại với gia đình. Nhọc nhằn vất vả là vậy, nhưng chị Anh và rất nhiều đồng nghiệp của chị vẫn bám nghề, tìm được hạnh phúc trong công việc đang làm. Tận khi đêm đã về khuya, nữ lao công này vẫn đến từng góc phố, ngõ ngách, cần mẫn đưa từng nhát chổi quét rác, dọc theo các con đường, bóng chị như trải dài hun hút trong đêm dưới ánh đèn cao áp. Chị âm thầm dọn sạch đường phố, tỉ mẩn nhặt từng cọng rác, dính bết vào vỉa hè, lòng đường rồi vui vẻ rời đi, khi thấy phía sau mình là một quãng đường tinh tươm, thoáng sạch. Lúc ý thì nghĩ thì cũng buồn, rồi lúc rồi xong lại thôi. Nhất là những cái hôm trời Tết đêm giao thừa, nghĩa là họ những cái lúc mà sang canh giữa giao thừa đấy, thì là mọi người được quây quần ở nhà đấy, mình vẫn ở ngoài đường cùng cắm mặt vào đồng rác, nhưng lúc như thế là rất là buồn, nghĩ tủi thân. Rạng sáng, khi mọi người tỉnh dậy sau những giấc ngủ ngon lành, thì chị Oanh mới về tới nhà sau khi trải qua cuộc đối mặt với bụi bặm, rác thải. Bởi vì chắc là không có công việc gì hơn được công việc đó đối với chị, cho nên là chị vẫn cứ thích công việc đấy. Nói chung là mỗi người một công việc em ạ, người thích công việc này, người thích công việc kia. Nhưng đối với chị, nếu mà cho chị đi làm công việc đấy, chị không làm. Chập chờn ngủ được 2-3 tiếng, chị lại thức giấc, tiếp tục đun nước sôi bán cho các quán chợ trong vùng. Mong cháu khỏi đi, cho nó ăn uống, cho nó khỏi cùng gia đình, cho nó vui vẻ. Vất vả lắm, sáng ra vất vả, đêm hôm sớm tối. Thế đi làm thì 2 giờ sáng mới về. Thế thì cũng mong
mong vợ nó trông nom chồng nó cho nó khỏe mạnh, cho nó ăn uống cho nó đều hòa, cho nó vui vẻ ra đi. Thu nhập thì không biết. Một tay chị Oanh gánh gồng tất cả chăm sóc cơm nước, thuốc men cho chồng, bữa ăn cho mẹ già, lo học hành cho con. Giấc ngủ của chị chỉ có 2 đến 3 tiếng một ngày. Hàng ngày chị dành dụm những đồng tiền lẻ từ 10 tới 15 ngàn thu được để góp vào chữa bệnh cho chồng. Đối lập với khu phố cổ nhộn nhịp phồn hoa ngoài ngõ, căn nhà gia đình chị Oanh ở yên tĩnh và nhỏ bé, chỉ có một vài đồ đạc đơn giản để phục vụ sinh hoạt cho cả gia đình. Cả nhà, cả cửa có cái giường là tốt đẹp nhất, chỉ dành cho chồng nằm. Chị còn tích cóp mua cho mẹ chồng tấm phản mới bằng phẳng sạch sẽ cho bà nằm đỡ nóng lưng. Con trai chị nay đã học lớp 12, ngoài giờ học trở về nhà, em cũng phục vụ mẹ chăm bố và một vài việc trong gia đình. Em đã tính tới việc đi học nghề để có tiền đỡ mẹ phần nào lo cho cuộc sống. Sau một ngày dài bất tận, chị lại tiếp tục tất bật với công việc lao công khi thành phố lên đèn. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, cuộc đời chị cũng giản dị như căn nhà nhỏ sâu trong con ngõ này. Không có điều quá ly kỳ, to tát hay vĩ đại. Một nữ lao công hiền lành, mạnh mẽ, chịu thương chịu khó, nỗ lực mỗi ngày để gia đình và bản thân hạnh phúc. Chị Oanh là người rất nhiệt tình trong công việc. Chị em rất hòa nhã với công việc. Cũng như chị em trong cùng tổ thì chị rất là người rất là hiền lành. Công việc thì chị rất là chỉnh chu. Với đồng nghiệp thì chị rất hòa nhã. Trong công việc thì chị rất nhiệt tình. Bây giờ một mình phải gánh vác, bây giờ đã công việc gia đình xong lại còn bây giờ lại thêm người chồng bị tai nạn đấy, bây giờ nằm một chỗ rất là khó khăn. Rơi vào hoàn cảnh đấy thì ai cũng thế thôi, bởi vì cũng phải lạc quan thì bây giờ mình mới kiểu để còn công việc để còn làm ấy. Mong muốn bây giờ hạnh phúc là anh được khỏi bệnh, không cần mong gì, chỉ cần anh ngồi lại dậy và coi như là cứ ngồi trong nhà, ai đến thì biết, nhận biết được thôi, chứ cũng không cần là phải ấy lắm. Mỗi người một con đường, ta bước qua bao nhiêu.